Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 1070. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 487 7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1800 990 8319 princesslife.com. Học khu Huntington Beach Union High School District free khoai chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app tại tiệm McDonald's có tham gia. Cảm ơn quý vị vừa dưới làn sóng của đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà phê sáng cùng với Hoàng Trọng Thủy và Lê Thái. À, kính thưa quý vị, nếu như quý vị nào mà chúng ta đang dự định mà mua nhà trong năm 2023 À, thoạt đầu thì chúng ta đang chúng ta nghĩ rằng à, thị trường nhà đất trong năm 2022 ở à, cuối năm vừa qua với lại đầu năm nay thì nó có vẻ giống như là à, lãi suất nó cũng còn rất là cao rồi à, à, tất cả các giao dịch mua bán về nhà đất real estate này nọ nó, nó bị chừng lại à, chúng ta cứ nghĩ rằng là nhà đất nó chậm nhưng thật sự là nếu như mà quý vị nào chúng ta muốn sở hữu nhà trong năm nay thì đây đúng là một cái thời điểm mà rất là tốt để mà cho chúng ta sở hữu một căn nhà và à, giá nhà ở hiện nay thì lãi suất thế chấp nói chung nó, nó tăng lên trong vài năm qua à, Vào cuối năm 2021 ấy, thì cái thế chấp lãi suất cố định interest thưa quý vị Nó là dưới 3% Sau đó là nó lên mức cao nhất là trên 7% vào yeah. cuối năm vừa qua yeah. Và đến đầu năm nay từ tháng 1 cho đến tháng, cuối tháng 2 vừa qua đó Thì cái mức trung bình nó vẫn giữ à, mức là 6% Thành ra là cái mức interest chúng ta nghĩ là nó cao Nhưng nếu quý vị nào mà chúng ta à, muốn mua nhà thì đây là cái thời điểm rất là quan trọng để chúng ta mua bởi vì nhà hiện nay là có những cái căn nhà nó đang tồn động lại và rất là khó bán thật ra nếu để mà sở hữu nhà đó thì là mua trong vòng trong thời gian từ tháng 2 à, cuối tháng 2 này cho đến khoảng tháng tư thì đây là hai tháng để mà nó quyết định à, quý vị có mua được một căn nhà tốt hay không Tại vì thường thường là anh Thủy biết làm à, nhà đất thì nó vào những cái ngày mà cuối mùa cuối năm hoặc là vào đông đó thưa quý vị thì cái nhà đất nó rất là chậm lại yeah. và nó bắt đầu nó khởi sắc vào mùa xuân, mùa xuân khoảng là tháng 2 tháng 3 khi mà cái thời tiết Đúng nó rồi. ấm dần lên thì chúng ta gọi gọi là cái thời điểm đó chúng ta đi coi nhà cũng được, mua nhà thời tiết nó cũng tốt hơn rồi ừ. nhiều người người ta nhất là người ở đâu của chúng ta thì chúng ta lại gọi là chúng ta rất là dị đoan thành ra là muốn lựa vào những cái mùa rất là tốt để mà chúng ta sở hữu một căn nhà. Và cái thưa quý vị, mặc dù cái xu hướng mà hiện nay chúng ta thấy rằng là ảnh hưởng từ các lĩnh, lĩnh vực uh, của mà À, liên bang về giải quyết cái lạm phát và đại dịch nó thúc đẩy những cái hành à, những cái hành động mà chúng ta à, sắp tới để mà giao dịch trong bất động sản ấy. thì với quý vị là người mua thì chúng ta vẫn có thể xem xét các xu hướng để mà hiểu rõ hơn về cái thời điểm mua nhà của chúng ta à, một cái cuộc suy thoái kinh tế vừa qua cũng như lạm phát nó khiến cho cái giá của tất cả mọi cái hàng tiêu dùng tất cả một cái xăng cổ, xe cộ tất cả một cái nó đều lên giá hết thưa quý vị ừ. ngay cả thực phẩm nữa nhưng mà nhà ở thì nó bị ảnh hưởng bởi vì chúng ta nghĩ rằng là à, với cái cơm áo gạo tiền tiền lương thì không tăng mà chúng ta phải trả tiền những cái phí sinh hoạt nó cao hơn rồi tiền xăng đi lại nữa thì cái nhà người ta không có cái thời gian quan tâm đến cái việc mua nhà à, không có đầu óc đâu để nghĩ đến việc mua nhà trong cái thời điểm làm phát như vậy nhưng mà nếu như mà quý vị nào muốn sở thì đây là cái thời điểm rất là tốt để mà chúng ta à, mua nhà trong cái tháng khoảng đầu tháng 3 này cho đến tháng 4 và tùy theo quý vị chúng ta liệu cơm cắp mắm có nghĩa là cái tiền túi chúng ta bao nhiêu rồi uh, cái, cái um, gọi làm lãi suất cũng như là credit chúng ta bao nhiêu điểm tín dụng chúng ta bao nhiêu nếu mà đủ khả năng thì mua nhà trong cái thời điểm này thôi quý vị chúng tôi vẫn đọc các báo cáo liên quan đến ốc hàng ngày bởi vì không đọc thì nó cứ xuất hiện <laughs> hiện lên thì mình phải đọc thôi à, người mua nhà mượn nợ vẫn tiếp tục cạnh tranh với người mua trả tiền mặt thưa quý vị thành phần có tiền đầu tư có tiền túi trăm ngàn họ vẫn mua và đây là thành phần mua nhà nhanh nhất à, vì rất nhiều chủ nhà hiện nay đây là thị trường của người buyer của người mua nhà rất nhiều căn nhà đăng mấy tháng qua vẫn không bán được họ phải tiếp tục giảm giá và họ tin tưởng là giá nhà sẽ còn phải giảm mặc dù chủ nhà họ không giảm nhiều có nơi thì 3 ngàn 5 ngàn cũng có nơi chúng tôi đọc thấy vào trong trang mạng zillow.com thì quý vị thấy có nơi giảm xuống 10 ngàn, hai ngàn luôn nữa vẫn chưa bán được. Yeah. Cho nên vì thế cái người buyer đó, cái người mua đó họ lợi dụng vào tình hình này. Họ nói bây giờ tôi trả tiền mặt, anh bớt thêm cho tôi 10 ngàn, hai ngàn nữa đi. Ừ. Cái người chủ nhà đang đang chờ đợi, họ đã lỡ hay là họ đã muốn bán căn nhà này. Phần lớn là những người họ bán cái nhà lớn, họ dọn xuống cái nhà nhỏ hơn mua ở tiểu bang khác, trả tiền mặt là xong luôn họ còn dư được mớ tiền nữa nếu mà bán được nhà ở Cali hoặc là những cái nơi mà khá hơn và vì thế họ nói thôi bây giờ bớt được 10 ngàn anh trả tiền mặt cho nó dễ dàng khỏi nhức đầu bán luôn cho nên họ nói cái số người mua tiền mặt trong thời gian qua vẫn tiếp tục mạnh và cạnh tranh với những người mua nợ à, bên cạnh báo cáo của Lê Thái đó, quý vị thì họ nói như thế này phân lời hiện nay đã tùy theo tín dụng tín dụng có những người họ phải trả hơn 7% à, cái tỷ gì nó cũng lên đó à, bảo hiểm nhà lên rồi các chi phí tiền điện, tiền ga, tiền mọi thứ, rồi phải có xe, rồi bảo hiểm xe cũng lên nữa. Tất cả những cái đó là cái gánh nặng và đó là lý do mà có thể là thị trường địa ốc sẽ còn tiếp tục bị áp lực để hạ giá nữa. mà họ nói rằng riêng ở California trong thời gian qua, nhất là từ San Francisco đến San Jose, đó, giá nhà đã giảm hơn nhiều so với cái thời kỳ cực điểm của năm 2021. Bên cạnh đó, ngày hôm nay, thưa quý vị, hôm nay 1 tháng 3. À, rất nhiều các tiểu bang trong đó, bản tin ghi nhận 18 tiểu bang tuyên bố ngừng cung cấp phiếu thực phẩm hỗ trợ. À, đây không phải là cái phiếu mà food stamp bình thường nghĩa là người nghèo họ vẫn có, nhưng mà trong thời đại dịch đó, trong nỗ lực của phía chính quyền Biden và kể cả các tiểu bang nữa trong đó có California có thêm các chương trình gọi là snap vân vân là tăng cường thêm. À, bình thường mình đã có, ví dụ một gia đình hoặc là một người họ có vài chục Mỹ kim food stamp. Bây giờ họ được trợ cấp thêm cái tiền SNAP, cái tiền hỗ trợ cho thực phẩm nữa. Ngày hôm nay kết thúc bởi vì đại dịch kết thúc. Họ lo sợ đó là hàng chục triệu người mà Lê Thái và quý khán thính giả vẫn thấy đó nước Mỹ giàu có như vậy. Vậy mà vẫn có người đói. Mặc dù chúng ta thấy là cái người tiêu thụ ngày nay vẫn tiếp tục gia tăng việc tiêu thụ. Nhưng mà những người đó là những người có tiền, những người ổn định về tài chính Còn những người lợi tức thấp, những người nghèo, họ vẫn phải dựa vào cái tiền phiếu thực phẩm của chính phủ. Hôm nay, Food Banks, ngân hàng thực phẩm cho biết họ đang bị áp lực rất lớn. Trong thời gian qua đã có nhiều đơn, nhiều người tới các ngân hàng này để yêu cầu hỗ trợ nhất là những gia đình có con nhỏ, gia đình mà bố mẹ không đi làm được, chỉ có mỗi ông bố đi làm mà cái tiền lương đó, thì ví dụ như là làm công việc rửa xe hoặc là công việc cắt cỏ đó, đâu có đủ mà nuôi. Có những gia đình gốc ở châu Mỹ Latin họ có 4 năm đứa con là đông đúc lắm. Thì đây là những gia đình mà cần cái phiếu thực phẩm nhất. Thì hết cái số tiền hỗ trợ của chính phủ bình thường họ do lạm phát đó, đó là một cái điểm chính do lạm phát họ đã chi tiêu nhiều hơn cái số bình thường đó nếu mà có cái tiền hỗ trợ của chính phủ trợ cấp thêm đó, tiền gọi là tiền bổ sung đó, thì họ có thể sống qua tháng được nghĩa là ăn nghĩa là nhịn nhịn chút xíu Bây giờ mất đi cái khoản đó. Quý vị tưởng tượng coi. Mỗi một tháng mình có 100 đô la tiền thực phẩm. Bây giờ mất đi 30 đô la. Còn có 70 đồng thôi. Tức là 30%. Thì 30% đó mình phải đi đâu? 30% đó thì những gia đình này hy vọng là đến các ngân hàng thực phẩm. Và à, quý vị sẽ thấy các ngân hàng thực phẩm hiện nay đang kêu gọi người dân hỗ trợ cho các như là đồ hộp, đồ khô vân v, v. À, Ngân hàng thực phẩm ngày hôm nay bắt đầu giống tiếng à, kêu gọi chúng tôi cần sự trợ giúp kể từ ngày hôm nay 1 tháng 3 trở đi. Dạ vâng, bắt đầu từ đầu tháng này. Dạ. Yeah. Dạ vâng. À, kính thưa quý vị, à, trước khi mà vào bản tin này thì là Thái hỏi anh Thủy là anh Thủy có hay mua khoai tây không? Ồ oh, mới đi tôi hôm qua mới không? ăn khoai tây cà ri, khoai tây xong. Yeah. À, thường thì à, <laughs> chúng ta một số người à, khi mà chúng ta đi chợ nhiều á thì chúng ta sẽ là một người à, lựa cái thực phẩm để mà chúng ta nấu á, thì À, lê thái không bàn rồi mà một số quý cô quý bà hiện nay thì vẫn mua vẫn mua khoai tây vẫn đi chợ hàng ngày nhưng mà lại không biết cách lựa khoai tây à đối với anh 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 tôi mua một bịch không mà không có có những cái mà tôi thấy anh nguyên trong... bịch thì mang về còn, còn với... có những cái họ gói những cái đồ ngon hơn khoai tây nhỏ đó. trong bịch nhỏ thì mình chứ không có đứng đó lựa khoai tây. Ờ, tại vì nếu như mà anh Thụy mua mà với nấu với số lượng nhiều thưa quý vị thì chúng ta lấy nguyên bịch và chúng ta làm xài từ từ còn một số cô một số chị một số thím á, thì vào Ồ, những chợ anh Việt anh Nam anh thì lựa từng cũ từng củ một thôi tại vì người ta nấu đủ cái nồi canh mà à, một số cô số bà bà đó thì à, Lê Thái cũng đã từng nói chuyện cứ nghĩ là một cái củ khoai tây mà nó màu xanh xanh thưa anh anh Thùy uh -huh. khi mà thấy có màu xanh xanh giống như ở trên màn hình uh, Lê Thái cho quý vị xem thì cứ nghĩ đây là những cái củ khoai tây nó còn tươi nhưng đây oh, là một oh. trong những cái củ yeah. khoai tây nó, nó lên chất độc thưa quý vị và khoai Đấy tây rồi. nó khi mà nó xuất hiện cái màu xanh ở trên vỏ là nó báo ra có một cái quá trình tạo ra một cái hợp chất có hại gọi là cái solanin là cái hợp chất này có thể là gây cho chúng ta ngộ độc khi mà chúng ta ăn và nó bắt đầu nó sẽ hình thành cái chất diệp lục ở trong đây và cái hắc tố màu xanh này nó tạo nên cho củ khoai tây trở nên là xanh hơn À, trong đó thì nó tạo ra từ carbon hydrate, nước và oxy và carbon dioxide. À, đây là một trong những cái chất mà nó có thể gây ra ngộ độc với liều lượng khoảng là từ 1.25 cho đến 2 mg trong một một cái mg thôi thì nó có thể gây cho ngộ độc của một người trưởng thành và nếu như mà chúng ta ăn một cái củ khoai tây mà nó nặng 450 g đã sinh ra cái màu xanh rồi là chúng ta đã đưa vào cơ thể chúng ta đến 20 mg solanin. Đây là một trong những cái bước mà Lê Thái muốn nói lại cho quý vị nào mà chúng ta đi chợ là chúng ta thấy rằng những cái triệu chứng mà của nhân hộ độc là solanin cũng nhiều cái triệu chứng rất là nguy hiểm như là buồn nôn rồi tiêu yeah. chảy, đổ mồ hôi, nhức đầu, đau dạ dày và những cái triệu chứng nhẹ nó có thể biến mất trong vòng 24 giờ nhưng mà có những cái triệu chứng nặng có thể là gây cho chúng ta bị tê liệt thần kinh nè, co giật, khó thở, hôn mê thậm chí là tử vong. Thành ra quý vị nào mà chúng ta mua khoai tây á, mà chúng ta thấy màu xanh này rồi hoặc là nó đã lên mầm rồi thì tuyệt đối là đừng bao giờ mua. Nhưng mua như anh Thủy thì khỏe rồi anh Thủy mua cái anh Thủy về nấu hết. Dạ. Yeah. <laughs> <laughs> Đủ loại khoai tây mash potato, khoai tây chiên. Thêm một điểm nữa, mua về đó Lê Thái không bao giờ bỏ vào chỗ tối hết. đừng bỏ vào gara. Dạ vâng để chỗ nào sáng nhất hoặc thậm chí để cái chỗ nào mà có ánh sáng thật nhiều khoai tây có ánh sáng nó sẽ không chậm mọc mầm dạ, còn rồi. ở chỗ tối đó bởi vì tất cả các mầm mà nằm trong tối đó thế là nó mọc <laughs> cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả bản tin thời sự sẽ tiếp nối ngay sau phần quảng cáo với thời sự thế giới và hy vọng sẽ gặp lại thái trong một tương lai gần dạ vâng cảm ơn anh thùy và lê thái cũng uh, bến chúc quý vị có một buổi sáng thật là vui vẻ và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình cà phê sáng cuối tuần ngày mai